Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Xe Đua 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác, đó là một bản tay ngang của dòng Cheater. Thì đây là một cái mẫu Cheater Stipple bản 2020 mới nhất nhá. Đấy thì như những video lần trước thì em cũng đã review cũng như giới thiệu cho bác, đó là hai bản T10 và Stipple bản M2004. Thì video ngày hôm nay thì nó là một cái bản cực kỳ là mới và đang bán rất là chạy so em trong thời gian này. Thì hiện tại thì con này nó về ở sau em cũng được 1 tháng rồi, do khách hàng đặt quá nhiều và tiện đây thì lô hàng mới tiếp tục lại vừa về, thì em quay luôn cho các bác xem cái clip của mẫu xe này các bác nhá, có gì mà cái độ hot lại nóng đến như thế nhá. Ảnh vừa có trên web phát là xe đi ngay về với khách các bác ạ. Đó thì con này sở cho mình, đó là một bộ cấu hình, đó là Shimano 105 bản L7000 các bác nhá, cùng với cặp phanh đĩa và bộ khung carbon 18K các bác nhá. Thì em thì các bác thấy rồi, đẹp phản quang cực kỳ là đẹp luôn. Và mức giá của nó thì không thể nào mà hấp dẫn hơn, chỉ từ 15.600.000 các bác sở được ngay một mẫu Cheater Stipple và tay ngang với cấu hình cực kỳ là cao cấp như thế này. Đấy, cùng với để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất và trong thời gian này các bác mua xe sẽ được tặng một cái giá nước nhôm chiếc Cheater. Đấy, những video lần trước thì em cũng đã giới thiệu nó cho các bác rồi. Và để dễ dàng đặt hàng và tìm hiểu kỹ hơn chi tiết mẫu xe này thì các bác có liên hệ ngay đến số điện thoại hotline 0936307317 nhận được ngay ưu đãi hấp dẫn nhất khi đặt hàng các bác nhé. Và còn bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh cho bác xem chi tiết mẫu xe này nhé. Đấy thì con này sở cho mình đó là một bộ khung hợp kim carbon 18K. Đấy, các bác nhìn sơn thì cực kỳ đẹp luôn. Thì con này em đang quay cho bác nó màu blue, màu xanh dương. Sơn thì cực kỳ là mịn luôn, sơn nó sơn tĩnh điện các bác nhá. Đẹp, đẹp phản quang, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chất holo luôn. Và phanh nó là phanh của Retropack đây, phanh đĩa. Đấy, nó khác với bản 12 triệu con sở tít lộ bản bình thường và 2004. Đùi đĩa là đùi đĩa hợp kim nhôm của RPN của Prowell nhá, viết tắt của Prowell. Đấy. Và được thiết kế là hợp kim nhôm đúc. Đĩa thì gồm hai tầng đĩa các bác nhá. Trục giữa của nó đó là trục rộng. Đây, các bác nào chơi xe nhìn cái lỗ là phải biết ngay trục rộng các bác nhá. Đó, tiếp theo của đề trước đó Shimano 105 như em vừa giới thiệu, đó là bản L7000 các bác nhá. Của đề sau là Shimano 105 bản L7000. Níp thì trong vị cho mình đó là 11 tầng níp, cỡ kích cỡ và cấu hình níp và đĩa nó như con xe đua luôn, gồm 22 tốc độ. Đấy, Mayer là Mayer của Retropack, Mayer cối pháo các bác nhá. Đây là mở khóa nhanh của Cheater luôn. Đấy, kia chân luôn, kia quay sau này của Cheater các bác nhá. Đây, các bác nhìn từ con ốc nó nhìn cực kỳ chất luôn và rất đẹp. Và tiếp theo là cặp vành, vành con này là vành hợp kim nhôm của chính hãng Retropack luôn. Và nan hoa các thứ đã được cao chỉnh từ 9800 thì các bác phải yên tâm chỉ việc đi thôi. Đấy, xăm nốt là xăm nốt Innova nhá, cỡ là 700x25C. Đây. Và tiếp theo phần cọc yên, cọc yên thì cũng được thiết kế là hợp kim carbon luôn các bác nha. Đây nó cũng đi những cái mã số thì các bác có thể chỉnh chuẩn chiều cao mình, chiều cao xe luôn. Yên là yên da mềm của Cheater, thiết kế như kiểu đầu cá mập luôn. Đấy. Tiếp theo phần ghi đồng vô tăng, ghi đồng vô tăng này được thiết kế là hợp kim nhôm, vô tăng là hợp kim nhôm đúc của Cheater và ghi đồng là hợp kim nhôm của Cheater các bác nha. Của đề hai bên nó Shimano 105 cùng bên 32 và bên 11 các bác nhá. Nhìn tay đề bạc của tay ngang thì nó cũng gọi là được của nó luôn các bác nhá. Tay phanh Ovid, phanh là phanh đĩa nhá, củ là củ Retropack. Đấy. Đấy, và đây là cái mở khóa nhanh trục trước và Mayer Retropack. Đấy, cặp phanh là phanh kim nhôm và xăm lốp Innova. Và đây là cái cấu hình của con Cheater Stipple bản 105 R7000, kỳ là hấp dẫn luôn, với cùng với một mức giá thì gọi là siêu đẹp để các bác có thể sở hữu ngay một mẫu xe cấu hình cực kỳ tuyệt vời như này. Đấy thì các bác nào muốn đang có nhu cầu mua xe cứ liên hệ ngay đến số điện thoại hôm nay 0936307317 nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất các bác nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn các bác đã coi video này của em. Xin chào các bác.